Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, ngành sẽ phối hợp cùng Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh và các lực lượng tham gia vào các khâu của kỳ thi. Theo đó, sáng ngày 4 tháng 7 sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh, lãnh đạo, thư ký, giám sát, cán bộ coi thi, thanh tra đứng điểm, công an, bảo vệ, phục vụ y tế tình nguyện viên tại các điểm thi. Riêng người làm công tác thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Võ Chí Công lấy mẫu xét nghiệm tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn lúc 8 giờ 30 ngày 4 tháng 7 năm 2021. Thí sinh thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Võ Chí Công được địa phương lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cách ly tập trung hoặc nơi ở đang cách ly y tế. Sáng ngày 5 tháng 7, lấy mẫu xét nghiệm đối với ban vận chuyển, thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo, ban thư ký, ban làm phách ban chấm thi cán bộ coi thi dự phòng công an bảo vệ phục vụ cán bộ công chức cơ quan sở giáo dục đào tạo tham gia các khâu của kỳ thi